Tập 24. Mặc dù là chàng đang ôm thiếp, nhưng miệng của chàng lại gọi tên một chị cô nương khác. Cô ấy giờ đã là mỹ nhân trong cung rồi, chàng quên cô ấy đi. Thiếp không cần biết chàng thành thân với thiếp vì mục đích gì, nhưng chúng ta đã là phu thê thì nên sống cuộc sống của một đôi phu thê bình thường. Ta đã làm gì vậy? Thiếp yêu chàng, thiếp hy vọng chàng cũng sẽ yêu thiếp. Thiếp biết chàng rất hận Dương huynh của thiếp, nhưng mà huynh ấy là kẻ thù không đội trời chung của Lý gia chàng. Dù gì cũng là Dương huynh của nàng. Thiếp gả vào nhà họ Lý của chàng thì là người của nhà họ Lý. Ta muốn biết nhất cử nhất động của Ô Tư Đồ, kể cả một ngày ông ta uống bao nhiêu ly rượu, đi nhà xí hết bao nhiêu thời gian, đều nhớ kỹ cho ta. Dạ. Lui ra. Thái tử, người đúng là liệu sự như thần. Biết được Ô Tư Đồ nhất định sẽ tìm đòi mỹ nữ, hai hôm nay tôi đã đưa bọn họ đến hết rồi. Nhạc phụ của ta lòng dạ rất gian trá, dễ đoán thôi. Dạ phải. À, Thái tử. Phu quân, uống chút canh đi. Coi chừng nóng đó. Phu quân. Phu quân, chàng bị sao vậy? Đại cho ta uống thứ gì vậy? Trùng thảo mà thiếp mới mua về, trước đây chàng đã từng uống rồi. Đơn thuốc do Ngô y sư kê, lúc chàng vừa uống xong thì đã nói cảm giác rất tốt mà. Đúng là tốt. Trước đây thì cảm giác không giống trúng độc, nhưng hôm nay uống canh thuốc này vào, đầu ta càng đau hơn trước rất nhiều. Chàng đau sao? Không sao rồi, không sao đâu. Có lẽ gần đây quá mệt mỏi, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe thôi. Nàng ra ngoài đi. Thái tử, bên phía Tây Môn Ân, người nên đích thân đi. Ta biết rồi, chuyện gì cũng bảo ta tự đi, chứ không để ta bớt lo hay sao? Thái tử, vậy vậy không còn chuyện gì, tôi xin cáo lui. Dạ. Thái tử, với quan hệ hiện giờ của hai chúng ta, tôi thấy hay là thôi đi hả? Bởi vì nếu như ngày nào bị thái tử bắt vì tội mưu phản thì tôi chết không có đất chung thay rồi. Tây Môn tướng quân quá lời rồi. Hành cung Hắc Sơn Hạ bị đột kích là do cấm vệ quân phòng bị lơ là gây ra thôi. Phụ vương bảo ta chỉnh đốn, ta trọng người hiền tránh kẻ thù. Dĩ nhiên rồi, giữa hai chúng ta cũng không có hận thù gì. Nếu như không có tên Lý Độc Hoạt đó, ngài cho tôi suy nghĩ thêm 2 ngày nữa, 2 hôm sau sẽ trả lời ngài. Cáo từ. Thái tử, tới người cũng không mời được hắn, chuyện này không dễ làm chút nào. Yên tâm đi, hắn sẽ trở lại thôi. Ngươi tạo tin đồn, nói ta với Tây Môn Ân xóa bỏ hiềm khích, hắn sắp trở lại giúp sức cho cấm vệ quân rồi. Người cứ tung tin, chọn mấy tên hiệu quý là được. Chỉ làm vừa phải thôi. Có người Lý Độc Hoạt thông minh như vậy, chỉ có làm vậy mới gạt được hắn ta. Dạ. Mm-hmm.
Tại sao lại đánh tôi? Tại sao lại đánh tôi? Dừng tay! Tướng huynh đệ, võ công rất khá. Lý thái lệnh, họ ức hiếp tôi. Nhưng mẹ tôi nói, ai đánh tôi một cái, tôi phải đánh trả lại 10 cái. Bọn họ đều là gì? Mối quan hệ với Lý Thế Y lệnh ngài nên không cho tôi đi lính. Cụ thể thế nào thì tôi không biết à. Đỗ Trọng, võ công của ngươi cao cường như vậy, sao tới nỗi sống khổ như vậy? Ta cũng hỏi thăm rất lâu mới biết được ngươi đang ăn xin ở đây. Ngươi đang xin lúc rồi khỏi nhà, mẹ tôi biểu tôi làm cho tốt, cố gắng được lên ngũ trưởng sớm, nhưng không ngờ trở thành ăn mày. Tôi không dám về nhà luôn á. Ta thấy như vậy đi Đỗ Trọng, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý theo ta, ta bảo đảm ngươi có thể làm quan. Có thể làm quan hả? Có thể làm ngũ trưởng không? Ngươi có thể làm thống lĩnh của cấm vệ quân. Được, tôi đồng ý làm việc cho ngài. Khi nào tôi có thể làm quan? Chuyện này thì không gấp được, bởi vì thái tử mà bây giờ vị trí thống lĩnh cấm vệ quân đang để trống, ngươi có thể ngồi vào. Được. Từ từ ăn. Nhìn thấy chưa, lệnh bài cho quân thượng ban, sau này bảo gia ta có thể tự do ra vào hoàng cung rồi. Nhìn thấy chưa ha, ta đi thêm vòng nữa. Đi lại đi, tôi đừng có đắc ý mà. Quay lại mau, cha đang chờ đó. Nhưng ta có lệnh bài, ta vui. Tình ngốc này còn nhảy múa nữa hả? Sư bá, Độc Hoạt à, người đó được không vậy? Nhìn hắn có vẻ ngốc nghếch lắm. Sư bá, ngốc chút cũng tốt mà. Tây Môn Ân quá thông minh, hắn sợ con không đáng tin, cho nên lúc ở hành cung Hắc Sơn Hà, hắn không giết Cơ Lương. Nếu không nhờ ta tới nhà Dương Hiệu Quý làm pháp, bắt gặp hắn uống rượu nói chuyện với Trường Hiệu Quý, thì bây giờ chúng ta vẫn không biết chuyện gì. Nếu Tây Môn Ân quay trở lại cấm vệ quân thì thành người của thái tử rồi, vậy bán hạ sẽ gặp nguy hiểm đó nghe chưa. Sư bá người yên tâm, Tây Môn Ân sẽ không dựa vào ai đâu. Hắn về cấm vệ quân là muốn bồi đắp thế lực của chính hắn, chờ thời cơ. Như vậy con với Cơ Lương ai thắng ai thua, hắn đều không bị đánh bại. Sư bá người yên tâm, con sẽ nghĩ cách giải quyết hắn. Vậy tốt. Sư bá, là chuyện gì vậy? Sao lại thở dài? Ở dạo này có một tên lừa đảo giang hồ, hắn nói tên mình là Vô Danh Tử, tự xưng là có thể cứu sống được người chết. Chẳng phải hắn gạt trẻ con hay sao? Có chuyện này nữa? Đúng vậy, dám tới địa bàn của ta để lừa gạt, chẳng phải cướp chén cơm của ta sao? Tức quá đi, tay đấu không lại hắn. Tiểu Nhị. Dạ mời khách quan ngồi. Ê, cho bình rượu. Được, ngài chờ một lát. Cha muội sao chưa tới vậy? Chắc là đang trên đường tới. Nè muội, nghe nói Vô Danh Tử đó thường hay tới đây uống rượu lắm á. Trông như thế nào vậy? Tới cái tên còn không có, chắc mặt mũi không ra gì ha. Người ta tên là Vô Danh Tử, muội cũng không biết mặt mũi ra làm sao nữa, chưa từng gặp. Tiểu Nhị. Chỗ của ông có một kẻ lừa gạt không có tên không? Ai? Vô Danh Tử đó. Kẻ lừa gạt thường xuyên thích uống rượu, tự xưng có thể cứu sống được người chết. Hay đúng. Biết chứ, tôi rất thần với hắn ta. Thật sao? Vậy ông có thể nói cho tôi biết là ông ta đang ở đâu không? Chúng tôi muốn tìm ông ta. Chuyện này hả? Ông nói đi, hỏi thăm một người thôi mà ông cũng đòi tiền sao? Không nói thì thôi, đi đi. Đây, bảo gia thưởng cho. Không tiền rồi. Nè, mau đưa rượu, tao không làm gì cho ngươi nữa. Tiền của ông trả cho tiền đủ hôm qua đó.
Nè, ngày mai vẫn phải làm việc cho ta. Nè, rốt cuộc vô danh tử đang ở đâu vậy? Nè nè nè, sao mà ông chỉ là uống rượu không vậy trời? Người gì vậy? Vô danh tử, ta muốn đấu pháp với người. Ta không rảnh về đấu pháp với người đâu. Công phu mẹ bay tưng như ngươi, ta không có để tâm chút nào. Trời ơi là trời, tức chết đi được à. Nhận ta một kiếm. Cha sao rồi cha? Đánh đánh, mau lên. Ta đâm chết ngươi, đâm. Không xong rồi. Tắt thở rồi. Trời ơi, ông ơi là đại thẩm ơi, đại thẩm đứng dậy đi hả? Bình tĩnh đi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây ngồi đi ha. Qua đây, qua đây nè. Đại thẩm à, bà bớt đau buồn đi. Để bốn du sư giúp bà làm pháp siêu độ phu quân của bà. Đã dứt dạ cả đời rồi, lúc ra đi cũng được nhẹ nhàng hơn. Tôi khuyên bà phải chấp nhận sự thật thôi. Đại thẩm, thẩm yên tâm, cha tôi sẽ siêu độ cho ông ấy. Được rồi, được rồi, đây nè. Đại thẩm, đại thẩm. Trời ơi, trời ơi, làm gì vậy? Dừng tay. Canh chừng hắn, ta đi báo quan. Ngược đãi thi thể. Thầy Linh, địa Linh Linh, chính thần quý vị, tà quỷ tóc hư, cấp cấp như lục lệnh. Đó là bà của cha tôi mà sao cướp mất vậy? Nếu ngươi mà không hiển linh á, tập hết sức lực rồi. Là ở đây, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ở đây, chính là ở đây nè, đó, ở đây nè. Có chuyện gì, rồi. Người đâu? Ở trong đó có kẻ ngược đãi thi thể đó nha. Trời ơi, con làm gì vậy, hả? Có chuyện đó nữa sao? Trời ơi, chắc là con hết hồn luôn đó nè. Không phải chứ. Người nói đâu? Hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Hay gì đại ca, hiểu lầm. Hiểu lầm. Dạ, dạ, dạ. Ngươi có biết là tùy tiện báo quan sao bị phạt trưởng không? Dạ, không. Thiên Linh Linh rồi, Địa Linh Linh. Hai vị sao cha ơi, cha con hôm nay á, đầu óc có vấn đề nè, bị nhập thân á, nó đang bị tả không à. Trời ơi, còn cắn người nữa chứ, cắn người, cắn người, cắn người. Trời ơi, cha ơi. Trời ơi, cha ơi, mà vô xem đi. Ông ấy làm rồi đó, tỉnh rồi kìa. Vậy hả, vô. Trời ơi, đúng là quá kìa. Thần y, ngài đúng là thái thượng. Chị chiêu hồi nãy ông sử dụng á, dạy cho tôi đi mà. Đi. Trời ơi, trị bệnh cho lão già này là làm ta đổ đầy mồ hôi. Có rượu ngon không vậy? Dạ có, dạ có. Tôi sẽ đi lấy cho ngài ngay. Tôi sẽ đi lấy cho ngài ngay mà. Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Trời ơi, thần y. Tôi xin khiêm tốn thỉnh giáo ông. Ông dạy tôi cái chiêu hồi nãy đi mà. Như vậy tôi có thể chữa bệnh cho rất là nhiều người á. Ngươi nhìn lại cái bộ dạng ngốc nghếch đầu hư mắt ruột của ngươi đây. Có dạy ngươi cũng không hiểu. Ông đi gấp mà, thần y. Cái tên tiểu tử khốn kiếp này, ngươi tới đây giúp ta trả thù. Ai biểu ngươi xin theo học hắn? Y thuật của người ta đúng là rất giỏi mà. Giỏi cái gì mà giỏi? Mấy cái trò giặt giảnh, gạt ăn gạt uống ta cũng làm được vậy. Chứ làm được cái gì? Hai người đi gấp hả? Vô danh tử, có biết bảo gia ta là ai không? Ta là người được quân thượng sủng ái, là sư đệ của thái y Lệnh Mũi Phu của thái tử. Bảo gia, ta đi ngang qua đây, hai hôm nữa sẽ đi, không cần cậu bảo vệ đâu ha, đa tạ. Nè, ông đừng đi vội mà, có đúng không? Ông dạy cho bảo gia vài chiêu đi, vài chiêu thôi, vài không chiêu thôi mà. Không ra thể thống gì hết. Tử bụi tử, ta tụ tác đã cao, chiêu này vô dụng thôi à. Buông ra. Ê, đứng lại. Trước cuộc là ông có dạy hay không? Ông có tin là tôi sẽ... Sàm sở nè. Đinh Hương. Có chuyện gì kìa? Đinh Hương. Sao vậy? Có chuyện gì? Tử à, cô không thể lôi lôi kéo kéo vậy. Tôi đáng tuổi gia gia của cô luôn á. Tôi có lôi kéo gì ông đâu chứ. Trời đất ơi, ông nói cái gì vậy? Còn non lắm mà. Đúng. Người gì mà kỳ cục hả? Tôi lôi kéo ông hồi nào đâu. Trời ơi, bậy bạ quá. Ê, hai cái đứa này mới đó mà nó chả mất dạng rồi. Đúng là vô lương tâm mà. Cái gì vậy? Tên ông cướp.
Đứng lại. Đứng chạy hả? Chạy nè. Chạy nè. Tại con chạy nè. Chạy nè. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy nè. Muốn chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu cho thoát hả? Giỏi thì chạy đi. Chạy đi hả? Ta cho ngươi chạy nè. Cái tên tiểu tử thúi dám trộm tiền của ta. Trả lại đi. Trả đi. Đại gia, tôi trộm có mấy đồng mà ông lấy bạc của tôi sao? Không muốn sống nữa phải không? Đâu tiền của ta đâu hả? Trả lại đi. Muốn chạy phải không? Đi gặp quan với ta. Đi. Tôi không đi. Đi ra. Tây Môn Ân, đa tạ năm vị huynh đệ lần trước đã cùng ta tạo binh biến. Tây Môn Ân ta cảm kích vô cùng. Có điều lần đó chúng ta là vì người khác. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nên nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Ý của đại ca là trùng chứng cấm vệ quân. Đúng. Nhưng cấm vệ quân chúng ta tuyệt đối không thể trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu chính trị giữa Lý Độc Hoạt và Cơ Lương. Nếu như dạng bất đắc dĩ, thậm chí chúng ta có thể giết Lý Độc Hoạt và Cơ Lương. Bên ngoài người. Đứng lại đó, đuổi theo. Đứng lại. Không thấy cái gì hết. Không thấy cái gì hết nha. Không thấy gì hết. Không có thấy cái gì hết. Thôi. Không thấy đường. Không có thấy cái gì hết. Không thấy, không nghe cái gì hết. Tôi không nhìn thấy cái gì hết. Tôi đi nha. Sao đánh ta? Các du sư, sao lại là ông? Dĩ nhiên là tôi. Còn theo dõi ta? Không. Không có gì đâu. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Các ngài đang nghị sự, vậy tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới các ngài nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Bắt lại. Đừng có chạy chết nữa, đi ra ngoài mau. Sao biết ta giả chết hả? Bỏ ra ngoài. Trước cuộc cưới là ai? Lữ Thế Ư lệnh nói rồi, chỉ có lấy thủ cấp của Tây Môn Ân, những người khác mới được sống yên. Lý Độc Hoạt, đại ca yên tâm, cho con một chúng tầm thường thôi, chúng ta vẫn có đường máu. Giết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đại ca, bên đây. Đi. Xem ra hai người bọn họ đã hoàn toàn trở mặt với nhau rồi. Tên ăn mày đó xử lý sao rồi? Tôi đem dứt xuống sông Hậu Thành rồi. Làm tốt lắm. À, phải rồi Thái tử. Làm sao người biết được chuyện của Tề Môn Ân hôm nay vậy? Chuyện đó ta tự có cách. Ngươi lui đi. Dạ. Lâu quá không giãn gân cốt rồi. Tây Môn tướng quân, cuối cùng ngươi cũng tới. Ta vai đau lưng mỏi, ngươi mau xoa bóp cho ta đi. Vẫn là tay nghề của ngươi giỏi. Sao lại vai đau lưng mỏi tới như vậy? Đều là những chuyện phiền lòng, đừng nhắc thì hơn. Đúng rồi, bọn họ làm sao mà bắt đầu từ mai ngươi không cần tới nữa. Nhưng mà nô tỳ đã nhận tiền của tướng quân rồi, cứ cách 3 ngày là sẽ tới một lần. Nhưng mà cái gì hả? Ngươi xem là ta nói như gió thoảng bên tai sao? Cút, cút đi. Tây Môn Ân, quả nhân cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nữa. Nếu như sau này còn dám lơ là chức trách, đừng trách quả nhân lấy mạng của ngươi thật. Tạ ơn quân thượng. Phải chịu. Quân thượng dạng dạng niên vô cương. Chúc mừng Tây Môn tướng quân. Người chúc mừng ta cái gì? Suýt chút bị người giết chết rồi. Nghe nói nghe lạ thật. Có phải trong tình huống bất đắc dĩ có thể giết chết ta? Đúng, tột. Ôi trời. Lý Độc Hoạt bái kiến Tư Đồ đại nhân. Trời, Lý Thái Y lệnh tới rồi, hai người lưu ra đi. Nè nè, Lý Thái Y lệnh nè, mau ngồi. Trời ơi, cậu coi, ta sắp hỏng xong rồi. Tư Đồ đại nhân, sau này đừng uống rượu quá độ nữa. Thái Y lệnh nè, chuyện của Tây Môn Ân ta biết rồi. Hắn đã hài lòng với chúng ta, chúng ta diệt khẩu đi. Hai người lui ra đi. Dạ. Chuyện này tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Là vào lúc nào? Mùng 9 tháng 3 Tây Môn Ân thường trực suốt đêm, đến trưa đổi gác. Chọn thời điểm đó rất là tốt, nhân lúc hắn đang mệt mỏi nhất. Đây là thời gian mà cậu chọn à? Cậu cũng vàng xảo thiệt chứ. Cũng không dễ phát hiện. Địa điểm chọn xong chưa? Chọn xong rồi. Là ở cung mỹ nhân. Được. Ở trong cung người đông phức tạp, phái ai đi đây? Tôi sẽ đích thân ra tay. Ây da, tốt quá rồi. Lần này Lý Độc Hoạt không thể nào thoát được nữa đâu, tự mình tới nập mạng thôi. Vốn dĩ ta chỉ muốn ly gián hai người, thật không ngờ có thu hoạch bất ngờ như vậy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đánh đổ được Lý Độc Hoạt đó. Đúng là ông trời giúp ta rồi. Nhưng mà chúng ta không biết Lý Độc Hoạt thì làm sao diệt trừ Tây Môn Ân? Ta có cách rồi.
Tới ngày 9 tháng 3 đó, ta sẽ sai người bí mật đột nhập cung mỹ nhân. Chỉ cần Lý Độc Hoạt vừa ra tay, chúng ta lập tức bắt hắn ngay tại chỗ. Ế, tội mưu sát hiệu quyết cấm vệ quân. Có thể tiên trảm hậu tấu. Ê, thái tử anh minh. Nếu như có một nội ứng thì chuyện sẽ càng dễ dàng hơn. Nội ứng à? Nội ứng trong cung mỹ nhân. Cậu Bảo đã về cung chưa? Tôi đi tìm hắn. Ây à, trời giúp ta rồi. Món này ngon. Đi. Món này ngon nè, thử đi. Chà, đó không phải vô danh tử sao? Hữu duyên thiên lý lai tương hội. Không ngờ ông sống ở đây. Mà các ngươi theo dõi ta hả? Tức cười quá, tụi tôi làm gì theo dõi ông chứ. Thiên hạ lớn như vậy nè, gặp được nhau là duyên phận. Không thấy chúng tôi đang ăn cơm sao? Ông có dám đấu y với tôi không? Tôi nói ông biết nha, cổ bảo của tôi là danh y nước Trịnh. Đừng nói với tôi là ông không dám nha. Kiều khích tướng hả? Ta không mắc mưu đâu. Vậy ông nói đi, rốt cuộc làm sao mới chịu dạy tôi? Nè tiểu huynh đệ, như vậy đi, ngươi xuống núi gánh nước trước khi trời tối, đổ cho đầy lu nước này thì ta sẽ dạy cho ngươi. Dễ ợt. Khoan đã, ta không nói dùng thùng nước mà. Cái gì? Không dùng thùng đựng nước, vậy thì làm sao đổ đầy lu nước được đây? Dùng cái này. Cái này làm sao mà lấy nước được? Sao lại không được? Ngươi ngâm nó xuống nước, sau đó dắt vô trong lu nè. Trời ơi, từ chỗ này đi tới bờ sông khoảng 10 dặm đường mà trời nắng to vậy nữa. Tụi tôi đi về đây thì miếng vải đã khô rồi, làm sao lấy nước được đây? Ông tính trêu chồng người ta đó hả? Tôi đi. Không ép uổng nha. Nè, báo cá. Tiểu huynh đệ, thể lực không được rồi. Ê, khoan đã, ngươi đã làm cả ngày cũng không bằng bãi nước tiểu của ta, cho nên thôi đi về đi. Nè, ông ăn nói cái kiểu gì vậy chứ? Ông thật là gan ghét, cho mở cửa ra. Cổ Bảo ca, tịt chết đi được mà. Quỳnh làm gì vậy? Ta đã quyết định rồi. Hôm nay nếu ông không dạy tôi sẽ quỳ ngoài cửa không đứng dậy. Cậu Bảo ca, việc gì phán vậy chứ hả? Không được, không có chuyện gì cậu Bảo này không làm được. Ta dùng chân thành cảm động ông ta. Nè, mua về đi, kệ ta, tự tìm chỗ ở trước đi. Ai, thiệt tình, Quỳnh nghĩ ra cách khác đi mà. Cậu Bảo ca, xe tới trước núi tất có đường mà. Đúng rồi, thuyền tới đầu cầu thì tự thẳng mà. Cậu Bảo ca, đừng quỳ nữa mà, lát nữa đầu có sẽ sưng đó. Ai, cậu Bảo ca đừng vậy mà. Được rồi, mua đi, mua sẽ đi về lấy đồ ăn cho huynh ha. Hmm.
Cậu trai trẻ đứng dậy đi. Ông đồng ý dạy tôi rồi. Đừng hiểu lầm nghe. Ngươi muốn quỳ ta không cản đâu, nhưng mời ngươi đừng có quỳ trước cửa nhà ta. Nghe mũi trên người ngươi á, trời ơi, hèn gì tối hôm nay không thấy mũi luôn à. Cuối cùng ông tới rồi. Ông chủ lấy cho tôi hũ rượu. Nào, ghi nợ nha. Không cần đâu, cô nương này đã đưa trước 1 năm tiền rượu cho ông rồi. Trả lại cho họ. Tao uống rượu tự mình trả tiền, mất công người khác nó này nó nọ nữa. Quay thật ha. Nè, phải rồi, loại rượu phần rất ngon lần trước ở đây có còn không vậy? Vô danh tử. Rượu phần tới rồi. Cậu ta tối hôm qua cả đêm gọi tôi dậy để hỏi thăm là ông muốn loại rượu nào đó. Cậu Bảo Ca cực cho huynh quá đi. Đây là cậu Bảo Ca của tôi, vất vả cả đêm mua về cho ông đó. Ông xem mà huynh ấy gầy đi rồi nè, cả đêm không ngủ luôn. À, đây 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 đây. Vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Chỉ cần ông thích uống á, kêu tôi làm gì cũng được hết. Đúng rồi. Người cố chấp như vậy rõ ràng là một chú lừa con, mà muốn học người ta làm ngựa thiên lý. Ai nè, ông đừng có mắng người rồi sẵn tiện mắng mình vậy chứ, có đúng không? Chú lừa con, cho người một cơ hội đi. Người nào có thể đâm cây kim vào huyệt bách hội của đối phương trước, người đó sẽ thắng. Ít trời ơi. Được được. Vậy nếu tôi thắng ông sẽ dạy tôi chứ? Nếu người thua người phải cút ngay cho ta. Được, tôi thích nhất là kiểu thi đấu trí đấu dũng này. Được, tới luôn. Bình cứu lên nha. Thôi, có chuyện có chuyện. Tỉ võ hay là gì vậy? Cậu Bác Ca, cố lên, cố lên, cố lên. Để tự thối buông tay. Buông tay, ông buông tay đi. Người buông trước. Cùng nhau buông. 1, 2, 3. Thôi làm gì vậy? Trời ơi, hai người họ làm gì vậy? Đó là thi thố gì đó. Bị châm rồi, bị châm rồi. Trời ơi, bị châm rồi kìa. Bách hội mà, sao đâm dung ông vậy? Lớn tuổi mà nghe ông đàng hoàng gì hết. Không bị thua luôn. Thiệt là không hiểu nổi họ nữa. Ôi, chắc đau lắm ha. Trời ơi, cắn luôn kìa. Cái này là chiêu cổ sực chiêu quách đó nha. Người đúng là hợp với cái tên thúi cậu Bảo. Còn cắn người nữa hả? Ai kêu ông đâm vô mông tôi, lần này tôi trả thù đó. Ê, ai lấy mất hũ rượu được kìa. Đánh nữa hả? Trời ơi, sao đánh hoài vậy? Ôi, té rồi kìa, té rồi kìa. Ông, trời ơi, đánh hoài luôn á. Lăn lộn vậy còn đánh tiếp nữa chứ. Ông buông tay nữa. Người buông trước. Nè 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 nè, hai người đứng dậy hết đi. Bên kia bao nhiêu người nhìn kìa. Ông già rồi mà sao không biết tự trọng vậy? Nhanh lên, buông tay ra đi. Hai người này thiệt là thần ấy à. Cứu mạng đi. Ông lão nhà tôi lại bất tỉnh nữa rồi. Ông ấy đang gánh nước bình thường, chớp mắt thì đã như vậy rồi. Ông già ơi, tôi mời thần y về cho ông rồi. Thần y tới rồi.
Do phổ ngũ tạng của ông ta đều không tốt, sau này không được làm việc nặng nữa, bà ngài nghe rõ chưa? Ngài cứu ông ấy đi, thần y làm ơn cứu ông lão nhà tôi đi, mau cứu ông ấy giùm đi. Thiệt là ông ơi, cứu ông ấy giùm đi. Nhất đại thẩm, đại thẩm yên tâm đi, bệnh của ông lão nhà thẩm nó nhất định sẽ chữa khỏi mà. Nhất định phải cứu bằng được ông ấy nha, làm ơn cứu giùm. Ôi trời, canh tài đau quá. Già rồi, vô dụng rồi, tôi người giúp đỡ cũng không có nữa. À có, ở đây nè, tôi giúp. Đây, 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 cho mượn tay nè. Ông ngồi nghỉ đi, mấy việc nặng nhọc để tôi làm cho. Ấn chỗ này, đây là phổi. Tần suất giống như uống rượu vậy, không thừa một hớp, không thiếu một hớp nha. Được. Ta không định dạy cho ngươi đâu, đây là ngươi tự tới giúp đỡ. Đúng. Ấn vào phổi, lưu thông khí, bảo vệ công năng của lục phủ ngũ tạng. Trong vòng một nén nhang, được thì được, nếu không được thì hết thuốc cứu rồi. Ấy, thở được rồi. Trầm kim quyệt song đầu duy. Quyệt tứ bạch. Quyệt ê phong. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Nương, tỉnh rồi, tỉnh rồi nè. Trời đất ơi, ông ơi, ông sống lại. Tỉnh rồi, hai sư danh tử ông lợi hại gì đó. Đa tạ thần y, đa tạ thần y. Chú rùa con này thông minh hơn người, chỉ qua là biết liền. Đúng. Xin đa tạ vô danh tử đã chỉ dạy. Được rồi, ta đưa ngươi tới một nơi này nha. Tốt quá rồi. Trời ơi, cậu Bảo Ca đây đúng là kỳ tích mà. Y thuật của ta đều được học từ ở đây, hy vọng ngươi phát huy nó rộng rãi. Vô danh tử, ông tốt với tôi quá. Cảm ơn vô danh tử. Ngươi vốn có thiên phú để học y, để cho ngươi ta yên tâm rồi. Những thứ trên này là triều nào đời nào vậy? Tiên nhân nào khắc vậy? Hay là ngươi hỏi ông ta đi. Các vị thần tiên, cậu Bảo xin khấu đầu trước các vị. Xin khấu đầu trước các vị. Đa tạ. Vô danh tử. Vô danh tử đâu rồi? Đâu rồi? Sao đột nhiên không thấy đâu nữa vậy? Cậu Bảo Ca, có khi nào ông ấy là... Trời ơi, vô danh tử không hại chúng ta đâu. Nè, tranh thủ chép cái này lại rồi chúng ta về nhà. Được.